Vâng, xin kính chào anh chị em cô bác. Chào mừng anh chị em cô bác đã quay trở lại với kênh Mẹo Mò Mẫm của em trong buổi trưa ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho em xin được kính chúc anh chị em cô bác sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Trước khi vào video chia sẻ trong ngày hôm nay thì em xin được chúc mừng tất cả các cô, các bác, các anh chị mà đã theo cái kinh nghiệm bằng nhớ mà em đã chia sẻ trong 2 ngày gần đây. Trong ngày hôm 21 tháng 7 năm 2024 thì em có chia sẻ cho mọi người cái kinh nghiệm bằng nhớ là khi giải đặc biệt về con 90 thì ngày hôm sau thì nó thường nó sẽ về một cặp lô là con 41, 41, 41, 41, 41 và tỷ lệ ăn là rất cao. Nhưng mà trong ngày hôm 22 tháng 7 năm 2024 thì cặp 1441 này thì nó không được mong muốn như tất cả các cô, các bác, các anh chị mong đợi. Nhưng mà trong cái video ngày hôm 22 tháng 7 thì em có làm video chia sẻ là với cái con giải đặc biệt về con 90 thì ngày hôm sau nó về cặp 41, 41, 41 là tỷ lệ rất cao. Nhưng nếu nó không về thì chúng ta có thể chơi tiếp khung ngày thứ hai. Thì mọi người, các cô, các bác, các anh chị cũng đã thấy rằng trong ngày hôm khung ngày thứ hai, ngày 23 tháng 7 năm 2024 thì cặp 1441 nó về rất rõ ở trong cái giải 4.1. Nếu mà anh em nào theo cặp 1441 khung ngày thứ hai theo kinh nghiệm mọi nhớ thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ có được một số cái vốn nhất định, đúng không? Và trong ngày hôm 22 tháng 7 thì em cũng tiếp tục chia sẻ cho mọi người một cái kinh nghiệm bằng nhớ khi mà giải đặc biệt về con 96 thì thường thường trong ngày hôm sau nó sẽ về cặp 6446 là rất cao, 6446, đúng không? Thì trong ngày hôm 23 tháng 7 tức ngày hôm qua thì mọi người đã thấy rất rõ cái con 64 nó về ngay trong cái giải đặc biệt. Thì một lần nữa xin chúc mừng tất cả các anh em, nếu mà anh em đã tin tưởng vào những kinh nghiệm bằng nhớ mà em đã chia sẻ. Thì ngày hôm nay trở lại với kênh tiếp tục với những cái kinh nghiệm bằng nhớ mà em đã chia sẻ trong hai ngày gần nhất. Thì ngày hôm nay em sẽ tiếp tục lên video chia sẻ cho mọi người kinh nghiệm bằng nhớ khi mà giải đặc biệt mà hai số cuối của giải đặc biệt về con 64 thì ngày hôm sau thường nó sẽ về những cái con số gì, cặp số gì, cặp lô gì để chúng ta chơi trong ngày hôm sau. Thì em cùng các bác sẽ đi phân tích đến một cái màn hình, nó thống kê lại tất cả những cái giải đặc biệt của ngày hôm trước về con 64 và ngày hôm sau nó thường về những con số lô gì. Thì các bác hãy nhìn quan sát lên trên màn hình, đây nó thể hiện rất rõ. Cột đầu tiên nó thể hiện là cái cột giải đặc biệt của ngày hôm trước khi mà nó về con 64, và cái cột thứ hai là nó thể hiện là cái cột mà về đề về trong ngày hôm sau khi mà ngày hôm trước về con 64, và cái cột thứ ba là cái cột mà anh em quan tâm nhất, đó là cái cột mà nó về những cái con lô khi mà ngày hôm trước nó về cái con 64. Thì em cùng các bác sẽ đi phân tích lịch sử của các ngày từ tháng 1 năm 2023 đến hiện tại là ngày hôm 24 tháng 7 năm 2024, xem là cái khi mà nó về con 64 thì nó sẽ thường về sẽ cặp song phủ lô gì, để có các bác, cô, các bác, các anh chị cũng có thể tham khảo. Ví dụ như trong ngày hôm 26 tháng 1 năm 2023 thì các bác, các cô, các anh chị thấy là rất rõ là giải đặc biệt nó về là con 34164, tức là hai cái con số cuối của giải đặc biệt ngày hôm đó là cái con 64. Vậy thì trong ngày hôm sau nó thường xuất hiện nhiều nhất là cái cặp 4224 này, cặp 4224 này. Đấy, cụ thể là trong ngày hôm 27 tháng 1, tức là ngày hôm sau đó, đúng không? Thì cặp 4224 thì nó về con 42 này, nó rất rõ, thể hiện rất rõ. Em xin thể hiện cái mũi tên ở cái con 42. Ngoài ra đấy thì các cô, các bác cũng có thể tham khảo cái cặp là 5665 và 8668. Cụ thể là cái tỷ lệ cái cặp số nào nó ăn nhiều hơn thì em cũng đã phân tích rất rõ, em đã kiểm nghiệm rất rõ ở khoảng mất 2 giờ đồng hồ để biết được cái tỷ lệ của con nào nó rõ hơn. Thì em thấy rằng cái con 4224 là tỷ lệ ăn rất cao hơn, và tỷ lệ ăn cao như nào thì em cùng các bác sẽ đi phân tích tiếp rồi. Trong ngày hôm 8 tháng 2 năm 2023 nó lại tiếp tục về giải đặc biệt là có các con số như sau: 8 8 8 6 4, hai con số cuối cùng của ngày hôm 8 tháng 2 năm 2023 thì nó cũng là con 64. Và theo kinh nghiệm mà nhớ thì em chỉ cho các cô, các bác, các anh chị, đúng không? Thì cặp
2, 4, 4, 2 là chúng ta ưu tiên hàng đầu. Sau đó là chúng ta có thể sử dụng cái cặp 5, 6, 6, 5. Thì con 5, 6 này nó về con 5, 6 một nháy này. 6, 5 thì không có nhưng về một nháy. Và cặp 8, 6, 6, 8 thì nó có một cái nháy 6, 8 này. Đấy, một nháy 6, 8. Đấy, cặp 2, 4, 4, 2 thì lần này nó không có, nhưng mà để có thể rõ hơn được cái tần suất hoặc cái tỷ lệ ăn cặp nào nó cao hơn thì em của các bác sẽ đi phân tích tiếp trong cái tháng 2 của năm 2023 để tiếp tục về con 64, cụ thể là trong ngày 19 nó về giải đặc biệt là 3, 7, 2, 6, 4. Thì ngày hôm sau đây con 42 nó về một nháy, về một nháy, và cặp 5, 6, 6, 5 thì nó về con 65, nó về 65, và cặp 6, 8, 8, 6 thì nó về con 68. Nghĩa là mỗi một cặp số thì nó cho một con số. Rất hay ở cái này, trong ngày đầu tiên của năm 2023, tháng đầu tiên của năm 2023 thì con 42 thì nó ăn riêng cặp 56, 65 và 68, 86 nó về. Nhưng lần thứ hai thì cặp 42, 24 thì nó không về, nhưng mà lại cặp 56, 65 và 68, 86 thì nó lại về. Và lần thứ ba thì cả ba cặp nó về, và mỗi cặp thì cho ra một cái con số. Cụ thể thì như nào thì em cùng các bác sẽ đi phân tích tiếp trong tháng 2 năm 2023. Cụ thể là tiếp tục ngày hôm 23 tháng 2 nó về con 64. Thì lần này nó có về mỗi cặp một cái con số hay không thì em cùng các bác sẽ đi phân tích tiếp. Đối với cặp 2, 4, 4, 2 thì nó lần này nó không về, nhưng cặp 5, 6, 6, 5 lại tiếp tục về này, 5, 6, 6, 5 này, và cặp 6, 8, 8, 6 lần này không về, 2, 4, 4, 2 lần này tỷ lệ ăn hơi thấp nhỉ? Cặp 2, 4, 4, 2 thì hiện tại thì đang ăn rất thấp, nhưng mà để mà cũng biết chính xác thì em cùng các bác sẽ đi phân tích tiếp trong ngày hôm tiếp theo. Đối với ngày hôm 21 tháng 3 năm 2023 con 64 lại tiếp tục về, và cụ thể các cặp số mà theo cái kinh nghiệm mà nhớ em đã chia sẻ cho tất cả mọi người, cặp 2, 4, 4, 2 thì nó về con 42 này, cặp 5, 6, 6, 5 thì nó về con 56 này, và cặp 6, 8, 8, 6 thì nó về con 68 này. Đấy. Cụ thể tiếp tục trong đầu tháng 1 năm 2024 này, cụ thể là ngày 20 tháng 1 này, nó về tiếp tục giải đặc biệt về con 64, và ngày hôm sau ba cái cặp số, cặp 2, 4, 4, 2 thì nó về con 42 này, cặp 5, 6, 6, 5 thì nó về con 56 này, và cặp 6, 8, 8, 6 thì nó về con 56 này. Tỷ lệ về đang là rất cao. Và trong ngày hôm 16 tháng 2 năm 2024 giải đặc biệt về con 64, cặp 2, 4, 4, 2 nó tiếp tục về con 42 này, và cặp 5, 6, 6, 5 thì lần này nó không về, nhưng cặp 6, 8, 8, 6 không có, và 86 không có. Tức là khi mà nó về con 42 ấy, hoặc 24 thì con 6, 8, 8, 6 và 5, 6, 6, 5 thì tỷ lệ nó về ít hơn, xác suất về hai cái cặp kia là rất ít, đúng không? Và cặp 2, 4, 4, 2 thì nó đang chiếm ưu thế hơn. Tiếp tục là trong ngày hôm 3/4 này, giải đặc biệt tiếp tục về con 64 này, thì cụ thể là trong ngày hôm 4/4 năm 2024 thì cặp 2, 4, 4, 2 này nó tiếp về con 42 hai nháy này, 24 thì không về, cặp 5, 6, 6, 5 thì nó về con 65 hai nháy này. Đấy, và cặp 6, 8, 8, 6 thì nó về con 86 này. Đấy, nếu mà các cô các bác các anh chị mà chơi trong cái lần gần đây nhất khi mà giải đặc biệt về con 64 thì cái hôm đó thì chúng ta nếu mà theo kinh nghiệm nhớ này thì chúng ta đủ luôn cặp 2, 4, 4, 2 thì nó về hai nháy, cặp 6, 5, 5, 6 thì nó về hai nháy, và cặp 6, 8, 5, 6 thì nó về một nháy. Trung bình thì mỗi cặp là đưa nó về khoảng độ 1, tỷ lệ ăn là sẽ là 80%, hơn 80% gì đấy. Vậy trong ngày hôm nay thì mọi người có thể sử dụng được các cặp số theo kinh nghiệm và nhớ mà em đã chỉ ra hay không, khi mà ngày hôm qua ngày 23 tháng 7 năm 2024 nó về giải đặc biệt là 2, 3, 2, 7, 3, 6, 4, và có con số cùng hai con số cuối cùng của giải đặc biệt là cái con số 6 và con số 4, và nó về hay không thì chúng ta hãy chờ xem cái kết quả trong cái buổi chiều ngày hôm nay, và rất hy vọng rằng mọi người sẽ có được cái con số tham khảo, có được những cái
cái những cái tham khảo để mọi người có thể chọn lựa chọn là những cái cặp số nó phù hợp nhất với tất cả mọi người. Và em xin nhắc lại tất cả mọi người là những cái chia sẻ của em là hoàn toàn mang tính chất tham khảo và hoàn toàn không khuyến khích mọi người tham gia dưới mọi hình thức, và em cũng không phải là xin lỗi tất cả mọi người một chút nhé, em có công việc một chút vậy mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của video. Em cũng xin nhắc lại là với kênh của em là em không khuyến khích mọi người tham gia dưới mọi hình thức, và những cái chia sẻ của em thì chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi. Và em cũng không giống như những kênh khác, những kênh khác thì người ta đưa lên video, người ta phân tích rồi người ta đưa cái số điện thoại hoặc đưa cái Zalo hoặc là đưa cho các bạn vào nhóm để người ta thu cái phí của các bạn. Nhưng kênh em thì hoàn toàn không, kênh em đưa ra để chỉ để phân tích video cho tất cả mọi người và không có bất kỳ một cái nhóm chốt số nào cả. Em mong mọi người cũng hết sức là chia sẻ thông cảm cho em, và có thể là những cái phân tích của em nó đúng hoặc cũng có thể là phân tích của em nó sai, thì em cũng nhắc tất cả mọi người rồi, mọi người cân nhắc trước khi đầu tư. Và cũng khuyến khích tất cả mọi người là nếu mà mọi người mà bỏ được cái môn này thì càng tốt, còn không thì xem video của em để mà hoàn toàn là chỉ để tham khảo mà thôi, chứ không thể theo bất kỳ một cái kênh nào, không thể theo bất kỳ một nhóm nào cả. Thì rất hy vọng là mọi người cũng hiểu và chia sẻ và thông cảm cho em, và chúc mọi người gặp nhiều may mắn trong buổi chiều ngày hôm nay.